Em bé này bị não úng thủy, cùng bố mẹ đã ở viện 8 ngày nhưng chưa thể mổ vì không có đủ tiền trang trải. Họ đã trải qua ca mổ đầu tiên cách đây hơn 3 tháng, nhưng giờ phải mổ tiếp lần 2. Mỗi lần thứ nhất là 30-40 triệu, nhưng mà lần sau là 50-60 triệu, không có tiền thôi. Bác sĩ nói là bệnh của nó cũng nặng lắm, nên nói chung là gia đình cũng đừng có hy vọng nhiều quá. Bác sĩ sẽ cố gắng được mức độ nào thì bác sĩ cố gắng thôi. Theo bác sĩ Phan Minh Chí, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh não úng thủy khó chữa là một phần. Phần khó khăn hơn nữa, vì thường bị nhiễm trùng nên phải mổ đi mổ lại, làm tăng chi phí mổ, khiến cho hầu hết các gia đình đều đầu hàng với bệnh tật của con mình. Thì cứ một lần nhiễm trùng là nó cứ làm gấp đôi cái công việc của mình lên. Mà cái cơ địa em bé mà bệnh lý não úng thủy thì bao giờ sức đề kháng cũng yếu. Đôi lúc là nhiễm trùng bệnh viện rồi lại kéo dài cái thời gian hồi sức, thành ra nó tăng cái chi phí lên rõ ràng. Trước thực trạng chi phí mổ cao, thiếu trang thiết bị, Quỹ Trái Tim Hoàng Hữu đã quyết định hỗ trợ trang thiết bị, tài chính, đồng thời mời chuyên gia nước ngoài về tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chợ Giấy Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để mổ miễn phí hoàn toàn cho các em có điều kiện khó khăn. Cái bệnh này là ai cũng ngộ nhận là bệnh này sẽ chết, thực sự không chết. Tiên đoán sớm thì càng chữa nhanh hơn cả bệnh tim nữa, thì tại sao mình không giúp? Và tôi mong muốn được làm sớm để giúp cho những cái trẻ em mà nó đã bị bệnh này và gia đình hoàn cảnh khó khăn, thì Quỹ Hằng Hữu sẽ giang tay cứu giúp mấy em. Mục tiêu trong năm 2019, quỹ sẽ hỗ trợ kinh phí để điều trị cho khoảng 500 em bé não úng thủy. Dự kiến ngay trong tháng 3 này sẽ có ca mổ đầu tiên.